Tiểu sử Ivana, người vợ đầu của Donald Trump, giúp chồng xây dựng đế chế, ly hôn trong ồn ào. Dù người vợ hiện tại của Donald Trump được người ca về sắc đẹp và sự thông minh, nhưng sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến nhan sắc và tài năng của người vợ đầu tiên Ivana. Bà không chỉ đẹp mà là người đã cùng chồng xây dựng đế chế Trump lớn mạnh. Người vợ đầu tiên Ivana Zelnikova. Bà Ivana từng là người mẫu và sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, bà còn là một doanh nhân tài năng, được ông Trump tin tưởng giao cho chức phó chủ tịch hội thiết kế nội thất cho tổ chức Trump và chủ tịch của khách sạn sông bài Trump Castle. Ivana gặp được ông Trump ở New York khi đang quảng cáo cho một cuộc thi thể thao. Sau vài năm hẹn hò, cả hai đã thành hôn vào năm 1977. Đám cưới này trở thành sự kiện xã hội lớn tại New York trong suốt cả thập kỷ. Ivana là một nhân tố mạnh mẽ thúc đẩy ông Trump trở thành người nổi tiếng khi khuyến khích ông thường xuyên xuất hiện tại các chương trình truyền hình và sự kiện để nâng cao hình ảnh. Sau khi phát hiện chồng couple với Melania Spohr, Ivana đã ly hôn Trump năm 1992. Tuy nhiên, đổ vỡ hôn nhân mang lại cho Ivana một biệt thự 25 triệu đô cùng nhiều tài sản khổng lồ. Người vợ giúp cho Donald Trump xây dựng đế chế. Quê danh thời con gái của bà Ivana là Ivana Zelnikova, phu nhân đầu tiên của Tổng thống Trump, người tiệp khắc, sinh năm 1949 tại Sin, Cộng hòa Séc. Bà sinh ra trong một gia đình trung lưu, có bố làm kỹ sư và mẹ là tổng đài viên trực điện thoại. Ngay từ nhỏ, bà Ivana đã có thể chất hơn người và sớm được gia nhập đội vận động viên trượt tuyết quốc gia. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành giáo dục thể chất, bà kết hôn cùng vận động viên trượt tuyết Elfyn Winkhamay. Cuộc hôn nhân này tan vỡ chỉ sau 2 năm. Sau đó, bà Ivana đã quyết định chuyển đến Montreal để thử sức với công việc người mẫu. Nhờ sở hữu chiều cao vượt trội, thân hình săn chắc cùng vẻ đẹp vĩ phái, bà Ivana khá đắc xô và có cơ hội chu du nhiều nơi trên thế giới. Trong một buổi chụp hình tại New York năm 1976, bà Ivana đã gặp ông Trump và họ phải lòng nhau không lâu sau đó. Cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân vào năm 1977. Bà Ivana sinh cho ông Trump 3 người con là Donald John và Ivanka và Eldred. Phu nhân đầu tiên của ông Trump nhập tịch Mỹ vào năm 1988. Trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm với cựu tổng thống, bà Ivana từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng trong tập đoàn tổ chức của Trump. Theo The New York Times, bà đã cùng chồng phát triển cơ ngơi Trump Tower ở Manhattan và hàng loạt dự án cao cấp khác như khu nghỉ dưỡng sòng bạc Trump ở thành phố Atlantic, New Jersey. Bà cũng từng là phó chủ tịch phụ trách thiết kế nội thất cho công ty Trump và quản lý khách sạn Lhasa mà ông Trump mua lại vào năm 1988. Không những là trợ thủ đắc lực cho công việc kinh doanh của chồng, bà Ivana còn rất có duyên với những dự án nghệ thuật. Ivana Trump từng xuất hiện trong bộ phim Câu lạc bộ những vợ đầu tiên vào năm 1996, gây ấn tượng với cầu thoại nổi tiếng: các vị cô phải mạnh mẽ và độc lập, và nhớ rằng đừng nổi điên, hãy giành lấy mọi thứ. Người vợ đầu của ông Trump nổi tiếng với hình ảnh duyên dáng và kiểu tóc đặc trưng quý phái. Bà là hình mẫu thời trang của nhiều quý cô giới thượng lưu Mỹ bấy giờ. Trên thương trường, bà Ivana Trump là người đàn bà thép quyền lực. Nhưng bản thân Ivana cho biết sự nghiệp khiến cho bà tự hào nhất là được làm mẹ của 3 người con tài giỏi thông minh. Trong mắt các con của Ivana Trump là người phụ nữ tuyệt vời, là nguồn cảm hứng để họ không ngừng phấn đấu. Bà Ivana thừa nhận để nuôi dạy 3 đứa trẻ nên người thành tài là điều không hề dễ dàng. Dù rất bận rộn với công việc nhưng Ivana Trump luôn thu xếp để dành thời gian nhiều nhất bên các con. Bà từng viết trong hồi ký: dù bận rộn đến đâu tôi cũng cố gắng dùng bữa với các con hàng ngày. Tôi ưu tiên giúp chúng làm bài tập về nhà trước khi ra ngoài, tham gia các sự kiện, bữa tiệc gây quỹ từ thiện, mẹ con chúng tôi trải nghiệm mọi thứ cùng nhau và đã trải qua đủ mọi thăng trầm. Người đàn bà kiêu hãnh cùng nhau trải qua 15 năm thăng trầm, cuộc hôn nhân của Donald Trump và Ivana Trump lại đi đến bờ vực vào năm 1992. Sau khi Donald Trump có thời gian ngoại tình với bà Melania Spohr, người sau này trở thành người vợ thứ hai của cựu tổng thống Mỹ. Những sự thật phủ vàng được phơi bày, vụ ly hôn của cặp đôi quyền lực đã gây hao tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Chấn động nhất là khi bà Ivana từng gây sốc khi cáo buộc ông Trump có hành vi cưỡng bà vào đầu những năm 1990. Tuy nhiên sau đó bà Ivana lên tiếng đính chính và khẳng định tự cưỡng chỉ là một cách diễn đạt hành động bạo lực của chồng cũ
Về phía Donald Trump, ông cho rằng việc để bà Ivana tham gia quá nhiều vào việc kinh doanh là một sai lầm. Có lẽ những mâu thuẫn trong công việc và sự xuất hiện của người thứ ba đã khiến cho họ không còn muốn ở bên nhau. Sau một thời gian dài tranh chấp và xuất hiện trên báo chí như cơm bữa, ông Donald Trump và bà Ivana quyết tâm gạt bỏ mâu thuẫn, đi đến ly hôn trong êm đẹp. Để không làm ảnh hưởng đến tinh thần của các con, họ duy trì mối quan hệ bạn bè nhiều năm sau đó. Mỗi khi chạm mặt chồng cũ tại các sự kiện, Ivana Trump đều cư xử hòa nhã và vô cùng khéo léo. Bà thậm chí còn xuất hiện trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Trump vào năm 2016 và khẳng định ông Trump sẽ là người mang tới những thay đổi lớn cho nước Mỹ. Rời xa Donald Trump và cơ nghiệp vĩ đại của vị triệu phú nước Mỹ, bà Ivana Trump vẫn ngẩng cao đầu và đạt được nhiều thành tựu cá nhân trên nhiều lĩnh vực. Bà bắt đầu viết lách và trở thành chủ nhân của hàng loạt đầu sách truyền cảm hứng cho phụ nữ. Bên cạnh đó, Ivana cũng ra mắt tạp chí phong cách sống riêng của mình, mang tên Phong cách sống của Ivana, từ năm 1995 đến 2020. Chưa dừng lại ở đó, bà Ivana thử sức thêm cả lĩnh vực thiết kế thời trang, cùng trang sức cao cấp, đã thu về hàng triệu đô. Được biết, Ivana Trump còn đầu tư và có nhiều cổ phần trong lĩnh vực kinh doanh đồ gia dụng. Khi bước sang độ tuổi trung niên, bà Ivana vẫn giữ được phong thái sang trọng, cùng gu thời trang đẳng cấp. Vợ cũ ông Trump thường xuyên được mời góp mặt tại hàng ghế đầu của các show diễn thời trang xa hoa thời thượng. Bà Ivana vẫn tiếp tục sự nghiệp kinh doanh trong những năm gần đây. Vợ đầu của Donald Trump tận hưởng cuộc sống xây dịch, thường xuyên đi du lịch nước ngoài, mà Saint-Tropez, Pháp là địa điểm bà yêu thích nhất. Bà kết hôn tổng cộng 4 lần và lần gần nhất là với nghệ sĩ người Ý Rossano Rubicondi. Hai người ly hôn vào năm 2009, sau một năm làm đám cưới. Vào năm 2021, nam diễn viên kim người mẫu Rossano Rubicondi, chồng thứ tư của bà Ivana Trump, qua đời sau cơn bạo bệnh. Rossano là chồng thứ tư của Ivana và hai người kết hôn vào tháng 4 năm 2018 và ly hôn chưa đầy một năm sau đó. Không có con chung, họ hẹn hò khoảng 6 năm trước khi đến tới hôn nhân và tổ chức một đám cưới trị giá 3 triệu đô với sự tham dự của 400 khách mời. Đám cưới diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của nhà Trump ở Palm Beach. Đám cưới lấy chủ đề giấc mơ đêm hè của Seppi và con gái của Ivana và Ivanka là phụ dâu. Dù ly hôn, mối quan hệ của họ được cho là vẫn dây dưa đến năm 2019, khi Ivana tuyên bố họ một lần nữa tạm gọi là đứt đoạn tình cảm. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp dạo chơi cùng nhau ở thành phố New York. Lần cuối họ chụp ảnh bên nhau là vào tháng 8, chỉ 2 tháng trước khi Trump Rubicondi qua đời. Cho đến cuối đời, bà Ivana vẫn luôn được chồng cũ Donald Trump và các con yêu quý kính trọng. Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Donald Trump thông báo người vợ đầu tiên của ông với bà Ivana Trump đã qua đời ở tuổi 73. Cựu Tổng thống Mỹ bày tỏ sự tiếc thương vô hạn. Trước sự ra đi của người vợ đầu tiên, bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời và xinh đẹp, người đã sống một cuộc đời đầy cảm hứng. Niềm tự hào và niềm vui của bà là 3 đứa con. Bà ấy rất tự hào về chúng và chúng cũng tự hào về bà. Hãy yên nghỉ Ivana, cựu Tổng thống Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social. Thật hiếm có người phụ nữ nào sau khi chia tay vẫn có được sự trân trọng đặc biệt từ chồng cũ như bà Ivana.